Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Tiếp tục với chuỗi series review về các phần phim Power Rangers thuộc kỷ Disney. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu và đánh giá phần phim Power Rangers Jungle Fury nhé. Trước khi tiếp tục chương trình video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ niềm vui với các anh em thợ lặn Rain Blue là quý vũ đại vương của chúng ta đã đồng ý hẹn hò với Thất Sắc Ngư, và đương nhiên chị cá nhà chúng ta cũng đã đồng ý sau chapter 94 làm mưa làm gió gần đây. Tôi mong anh em hãy chuẩn bị áo vest giữ đám cưới của đôi trẻ, tiện nhớ ôm theo cái nón bảo hiểm với mấy cái bình oxy để đề phòng tác giả Uppo anh em còn ngáp được. Ok, quay trở lại video thế nào, bắt đầu luôn cho nóng. Trước tiên, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim. Power Rangers Jungle Fury là phần phim thứ 16 của chuỗi phim Power Rangers và là phần phim thứ 6 thuộc kỷ Disney, chuyển thể từ Chuken Sentai Gekiranger, có thời lượng 32 tập. Phát sóng từ ngày 18 tháng 2 năm 2008 đến 3 tháng 11 năm 2008 trên Jetix. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Thế lực phản diện chính của phim là tên ác quỷ cổ đại Dai Si. 10.000 năm trước, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra. Hắn đã bị các bậc thầy võ thuật của hội Pice War, Order of the Claw, phong ấn vào một chiếc rương cổ. Ở thời điểm hiện tại, ba thành viên xuất chúng nhất của học viện là Jared, Theo và Lily đã được lựa chọn trở thành những hộ vệ để kế thừa sứ mệnh chấn giữ phong ấn của Dai Si. Xong, vì bản tính hung hăng, kiêu ngạo và cục cằn của mình, Master Mao đã khai trừ Jared, đưa học viên mới đang còn tập sự là Casey vào thay thế vị trí. Quá tức giận, Jared đã tấn công Master Mao và vô tình giải phóng phong ấn của Dai Si. Tên ác quỷ đã lấy mạng Master Mao, đồng thời chiếm đoạt thân xác của Jared. Trước tình thế cấp bách, Master Mao đã giao phó trách nhiệm tái phong ấn Dai Si cho ba học trò, cử họ tới thành phố Ocean Bluff để theo học sư phụ mới là RJ, chủ nhà hàng Jungle Karma Pizza. Sau khi thử thách ý chí và tinh thần chiến đấu của ba cô cậu, RJ đã trao cho họ những Solar Morphers, giúp ba người chuyển hóa thành các Power Rangers Jungle Fury để đương đầu với quân đoàn của Dai Si. Đây là phần nội dung cơ bản của Power Rangers Jungle Fury. Với tổng thời lượng là 32 tập, toàn làm phim đã đem tới cho khán giả một bộ phim tương đối mạch lạc, dễ theo dõi, cô đọng về cốt truyện. Phim có khá nhiều cao trào, ít tập thừa, tập fillers, và cũng có những sáng tạo riêng khá độc đáo so với bản gốc là Chuken Sentai Gekiranger. Tất nhiên, nếu đặt lên bàn cân với Gekiranger thì Jungle Fury vẫn có những thiếu sót, độ kịch tính, cao trào và lôi cuốn chưa thể sánh bằng. Nhưng xét trên tổng thể các phần phim Power Rangers thì Jungle Fury vẫn ở mức chất lượng, một bộ phim chuẩn chỉnh, thú vị, lôi cuốn. Phim vẫn có những điểm yếu nhất định. Ở arc phim về Jungle Master Mode, giữa những tình tiết vô cùng gây cấn, căng thẳng khi nhóm Jungle Fury hoàn toàn bị Dai Si đánh bại, phải tìm kiếm sức mạnh mới để cứu sư phụ RJ, thì việc ba người họ đơn thuần chỉ phải đối diện và tìm cách vượt qua nỗi sợ để mở khóa sức mạnh mới chưa tạo đủ sự thuyết phục. Nhìn sang phía Jared, Dai Si phải khổ luyện tới chày da chóc vẫy mới có thể đạt tới cảnh giới sức mạnh lúc đó, thì quá trình luyện tập của bộ ba Rangers vẫn còn quá nhẹ nhàng, còn có phần tấu hài và đi lệch mood vốn có của mạch phim nữa. Điểm sáng nổi bật hơn trong arc phim này có lẽ là trận đấu giữa Dai Si và RJ, khi phần bản năng Wolf Spirit trong RJ bị đánh thức, dẫn tới những tình tiết sau đó và màn chào sân ấn tượng của Jungle Fury Wolf Ranger. Arc phim tìm kiếm từ Nexus nối tiếp sau bị triển khai rất vội vàng khi vừa phải giới thiệu Dominic, Jungle Fury Rhino Ranger, vừa tìm kiếm Control Dagger, đồng thời phải chạy đua tới The Nexus để mở khóa Rhino Steel Sword. Tất cả chỉ gói gọn trong đúng 3 tập phim. Vai trò của các Overlord và Phantom Beast trong phim cũng khá mờ nhạt, thiếu điểm nhấn nếu đem so với bản gốc của Gekiranger. Tuy vậy, từ tập 22 đổ về cuối thì Jungle Fury có sự cải thiện phong độ khá rõ rệt khi arc phim về các Spirit Ranger, arc phim Casey giúp Jared thoát khỏi sự kiểm soát của Dai Si, và trận chiến cuối cùng của phim đều được triển khai mượt mà, đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Nhìn chung, tuy có một vài khoảng bị hụt hơi và gấp gáp trong cốt truyện, nhưng tổng thể Power Rangers Jungle Fury vẫn là một bộ phim tương đối hay ho, thú vị, đáng để thưởng thức. Phần phim này cũng đã được xếp hạng nằm trong nhóm những phần Power Rangers hay nhất theo đánh giá của RTK Media chúng mình. Giờ cùng chúng mình điểm mặt một vài nhân vật nổi bật của phim nhé. Đầu tiên là Casey Rose, sở hữu Tiger Spirit, Jungle Fury Red Ranger. Cậu là học viên tập sự mới chỉ theo học ở Pice War được một tuần. Sau khi bị Jared gây hấn và bộc lộ Tiger Spirit, cậu được Master Mao lựa chọn thay thế cho vị trí của Jared cùng Lily và Theo tới thành phố Ocean Bluff theo học RJ. Ban đầu khi sở hữu Solar Morpher, Casey chưa thể chuyển hóa thành một Power Ranger, nhưng trong nỗ lực giải cứu cho Fran, tinh linh muôn thú trong cậu đã trỗi dậy và biến cậu thành Ranger. Vì chỉ là một tân binh nên giai đoạn đầu Casey có rất nhiều thiếu sót và tụt hậu so với hai người đồng đội. Xong, cậu học hỏi và tiếp thu rất nhanh, không ngừng tiến bộ, dần trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Ở thời điểm sau đó, Casey theo học Master Finn và Master Rilla, mở khóa thêm Shark Technique,
và Gorilla Technique cho bộ kỹ năng chiến đấu của cậu. Việc Casey háo hức theo học Master Finn đã khiến RJ khá chảnh lòng, tạo một mâu thuẫn nhỏ giữa hai cha con RJ và Master Finn. Phim đã hóa giải mối mâu thuẫn này một cách khá thuyết phục và trọn vẹn. Vũ khí chiến đấu chính của Casey gồm Jungle Jux, Shark Sabers, Claw Booster và Strike Rider. Xét về tính cách, Casey khá gây khó chịu cho người xem. Cũng có thể nói là một trong những Red Ranger khó ưa nhất khi cậu nhạy cảm, hay hờn giỏi, dễ tự ái, thiếu tinh thần và bản lĩnh của một người lãnh đạo. Casey đã từng phát sinh bất hòa với tất cả các thành viên nam trong đội, đồng thời cũng nhiều lần gây hỏng chuyện do thiếu tính gắn kết với nhóm. Mãi tới đoạn cuối phim thì tính cách của Casey mới trở nên dễ chịu hơn. Cậu quả quyết đi ngược lại với số đông, tìm cách giúp Jarrod hướng thiện, thoát khỏi sự kiểm soát của Dicey. Sự kiện này đã giúp Casey trở thành một Master của Order of the Claw. Tiếp theo là Theo Martin, sở hữu Jaguar Spirit, Jungle Fury Blue Ranger. Cậu là học viên xuất chúng của học viện Pike Squad, được lựa chọn để trở thành hộ vệ để chấn giữ Dicey. Cũng giống như hai người đồng đội, cậu được cử tới thành phố Ocean Bluff để theo học RJ, đồng thời làm nhân viên cho quán Jungle Karma Pizza. Theo là người giàu năng khiếu, kỹ thuật, sự khéo léo, là người có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Do vậy, cậu rất tự tin và có phần tự cao về năng lực của bản thân. Song, chính sự tự cao đó đã trở thành khiếm khuyết của Theo. Khi bước vào chiến trường khốc liệt, cậu dần đánh mất sự tự tin và độ tập trung trong chiến đấu. Dần dần, Theo phải tìm cách dung hòa cái tôi của bản thân và dần hoàn thiện mình hơn. Sau khi theo học Master Swoop và Master Loop, cậu mở khóa thêm Bat Technique và Antelope Technique cho bộ kỹ năng chiến đấu. Vũ khí chiến đấu chính của Theo gồm Jungle Tongfire, Jungle Fan và Claw Booster. Cậu có một người anh em sinh đôi là Lewin Martin. Theo có một tình cảm đặc biệt đối với Lily. Sau này khi trận chiến kết thúc, hai người chính thức trở thành một đôi. Thành viên thứ ba trong đội là Lily Tillman, sở hữu Cheetah Spirit, Jungle Fury Yellow Ranger. Một trong những học viên xuất chúng được lựa chọn làm hộ vệ chấn giữ Dicey. Lily là cô gái lạc quan, trưởng thành, hiểu chuyện, đem tới nguồn năng lượng tích cực, là chất keo gắn kết cả đội. Lily luôn ở giữa dung hòa hai cá tính bốc đồng ngang ngược của Casey và Theo. Lily có niềm đam mê với khiêu vũ. Ở tập 15, Back to the Bone, sau khi trúng phải gai độc của Porcupongo, Lily trở nên thô lỗ, xấu tính, khó ưa, đối lập hẳn với tính cách thường thấy của cô. Sau khi theo học Master Fang và Master Queen, cô mở khóa Elephant Technique và Penguin Technique cho bộ kỹ năng chiến đấu của bản thân. Vũ khí chiến đấu chính của Lily gồm Jungle Ball, Jungle Maze và Claw Booster. Giai đoạn cuối phim, sau khi vượt qua bài thử thách từ các Master, cả Theo và Lily nhận về chứng nhận Master của The Order of the Claw. Thành viên thứ tư cũng có thể nói là nhân vật thú vị nhất của cả bộ phim là RJ, Robert James, sở hữu Wolf Spirit, Jungle Fury Wolf Ranger. Anh là chủ nhà hàng Jungle Karma Pizza, đồng thời là một Pike Squad Master, người đã chỉ dạy cho bộ ba Ranger trong giai đoạn đầu của phim. RJ cung cấp cho các Ranger rất nhiều các trang thiết bị chiến đấu như Solar Morpher, Rhino Morpher, Claw Cannon, Strike Rider. Anh là con trai của Master Finn, nhưng đã lựa chọn đi theo lý tưởng riêng của bản thân, phát triển Wolf Technique và có chứng nhận Master. RJ có tính cách và lối giao tiếp khá tinh tửng, phóng khoáng, khiến bộ ba Ranger ban đầu có ấn tượng không tốt, thiếu tin tưởng anh. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó thì RJ là người rất là sáng suốt, hiểu chuyện, giàu kinh nghiệm, chiến đấu lẫn kỹ năng lãnh đạo. Trong trận chiến với Dicey, Wolf Spirit trong anh bị đánh thức, biến anh trở thành hình dạng người sói. Xong dần dần, RJ dung hòa được bản năng giả thú bên trong mình, trở thành Jungle Fury Wolf Ranger, chiến đấu bằng bộ kỹ năng của môn Muay Thai và Boxing. Giai đoạn sau này, khi ba vị Master bị bắt cóc và thao túng bằng Crystal Eyes, chính sự sáng suốt cùng những phát minh của RJ đã gỡ rối cho những đồng đội khỏi sự áp đảo của các Spirit Ranger. Thành viên cuối cùng trong đội là Dominic Hagen, sở hữu Rhino Spirit, Jungle Fury Rhino Ranger. Anh là bạn học cũ của RJ và Jarrod ở học viện Pike Squad. Từng là một trong những học viên xuất sắc nhất, anh vốn được Master Mao lựa chọn trở thành một hộ vệ. Nhưng bản tính tò mò, muốn trải nghiệm mọi thứ đã thôi thúc Dominic đi phiêu bạt khắp nơi để tìm lý tưởng sống. 6 năm sau, anh quay lại Ocean Club để trở thành một Ranger. Song, tính cách phóng khoáng và tương tửng không kém gì RJ đã khiến Casey và Theo coi thường, không công nhận anh là đồng đội. Dominic sở hữu Rhino Technique, bộ kỹ năng cổ xưa và hùng mạnh bậc nhất trong các môn thú. Chứng kiến việc anh cố nguyên cho Friend cùng kỹ năng chiến đấu đáng nể, các Ranger sau cùng cũng đã thừa nhận anh. Dominic sau đó đã sở hữu Rhino Morpher, trở thành Jungle Fury Rhino Ranger. Đồng thời, với Control Dagger, Dominic sau đó thành công mở khóa The Nexus, giải phóng Rhino Steel Zord. Sau này khi trận chiến kết thúc, Dom rời Ocean Club để tiếp tục phiêu bạt. Lần này, anh có thêm Friend đi cùng làm người bạn đồng hành. Ngoài những nhân vật chính, mình khá ấn tượng với 7 Master trong Jungle Fury,
với phần tạo hình và kỹ năng chiến đấu rất đáng nể, ấn tượng. Cá nhân mình thích 7 Master này hơn so với Thất Quyền Thánh của Geeky Ranger. Kế đến, ở phía phản diện, mình sẽ tập trung nhận xét 3 nhân vật là Jared, Camille và Dicey. Về phần Jared, anh sở hữu Black Lion Spirit, một học viên xuất sắc của Pice War với kỹ năng chiến đấu đáng nể. Song, Jared có một quá khứ và tuổi thơ không mấy êm đẹp, từng bị bạn bè bắt nạt. Điều này phần nào tạo nên tính cách có phần cực đoan, thô lỗ và tàn nhẫn của anh hiện tại. Sau bị khước từ ở vai trò hậu vệ, Jared đã tấn công Master Mao, vô tình giải phóng Dicey và bị hắn chiếm giữ thân xác. Sau đó, Jared không ngừng khổ luyện để bản thân trở nên mạnh hơn, vượt qua các Overlord, rồi trở thành Phantom Beast King. Song, vì là người phàm, vẫn còn những cảm xúc và mặt tốt tồn tại bên trong Jared khi anh nhiều lần cứu Camille khỏi hiểm nguy. Nhận ra điều ấy, Casey đã nỗ lực giúp Jared hướng thiện. Anh đóng vai trò khá lớn trong việc hại gục Dicey sau này. Khi trận chiến kết thúc, Jared quay về tiếp tục theo học ở Pice War. Kế đến là Camille, sở hữu Chameleon Spirit. Cô là cận vệ trung thành đi theo bảo vệ và phò tá Dicey. Camille nhiều lần xả thân, liều mạng để bảo vệ chủ nhân, bất chấp hiểm nguy, chỉ mong đổi lại sự công nhận từ Dicey. Ban đầu, cô dành sự nể trọng và tình cảm đặc biệt cho Dicey, nhưng sau này, khi được đích thân Jared bảo vệ khỏi cuộc tập kích, cảm xúc ấy được Camille chuyển sang cho Jared. Camille tuy ở phe phản diện, nhưng lại là kẻ khá sòng phẳng vào quân tử. Vì từng mắc nợ Lily, nên khi nhóm Ranger ở tình thế lâm nguy, cô đã giả vây cho họ, thay vì tận dụng thời cơ để triệt hạ họ. Khi trận chiến kết thúc, cô cùng Jared theo học ở Pice War. Về phần Dicey, hắn là ác nhân cổ đại từ 10.000 năm trước, từng bị các Pice War Master phong ấn. Sau khi được giải thoát, hắn kiểm soát thân xác và tâm trí của Jared, quay về dẫn dắt quân đoàn Rinzi. Vì hắn mang thân xác người phàm, nên gặp nhiều giới hạn trong khả năng chiến đấu và bị Overlord Rizaka coi thường ra mặt. Sau này, hắn thành công vận được Zuccaro và thậm chí còn lên hình dạng Phantom Beast King, vượt qua hết các trở ngại để trở thành kẻ đứng đầu. Nhưng sự kháng cự từ Jared và nỗ lực của Casey đã đẩy lùi Dicey. Sau đó, nhân lúc 7 Master sử dụng hình dạng thú nhân để chiến đấu, hắn đã hút lấy Animal Spirit từ họ để trở thành hình dạng Infernal Dragon. Hắn dễ dàng hạ gục các Megazord, gây khó dễ cho nhóm Ranger. Jared đã liều mình sử dụng Zuccaro lao vào bên trong thân thể Dicey và khiến hắn suy yếu. Sau đó Casey, Lily và Theo giải phóng toàn lực Animal Spirit để hoàn toàn tiêu diệt hắn. Đây có lẽ là ba nhân tố phản diện ấn tượng nhất của Jungle Fury. Còn bộ ba Overlord là Rizaka, Carnosaur và Jellica cùng bộ ba Phantom Beast General là Scorch, Snapper, Wire thì khá mờ nhạt nếu so với phần bản gốc bên Nhật. Nhưng có lẽ điểm sáng đáng ghi nhận nhất mà phần nhân vật của Jungle Fury làm được là việc đưa vào những Spirit Ranger với thời lượng lên hình đầy đủ cùng những cảnh chiến đấu rất đẹp mắt, đáng nhớ, khác hẳn so với thời Titanium Ranger của Saban khi chỉ xuất hiện được một vài tập phim sau đó lãng mất tâm. Về phần âm nhạc, Jungle Fury gây ấn tượng cho mình ở bài opening vô cùng sôi động, bắt tai với giai điệu khá êm và dễ nhớ. Các bản BGM chiến đấu tuy nghe tương đối ổn nhưng không tạo cho mình nhiều ấn tượng như những bộ Power Rangers đầu thời Disney như Ninja Storm hay Dino Thunder. Phần hành động và kỹ xảo là điểm sáng của bộ phim. Các cảnh chiến đấu của Jungle Fury được thực hiện rất chỉnh chu, chỉ đạo võ thuật tốt, những động tác thi triển vô cùng kỹ thuật, đẹp mắt, các góc quay và động tác máy khá linh hoạt. Những cảnh chiến đấu solo hay theo nhóm được triển khai một cách mượt mà, tạo sự thu hút và thỏa mãn cho khán giả xem phim. Phần kỹ xảo trong các pha ra đòn, triệu hồi Animal Spirit, chơi chiêu thức đặc biệt đều được làm cẩn thận, ổn áp, không có điểm gì để chê. Các Ranger còn được bổ sung rất nhiều những chiêu thức riêng so với phiên bản gốc Geeky Ranger. Có thể nói, đoàn phim đã chủ động đưa vào khá nhiều những sự sáng tạo riêng khiến cho các cảnh chiến đấu của Jungle Fury trở nên lôi cuốn theo một cách rất riêng. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là phim không hề có Paralyzer, một đặc sản quen thuộc của dòng phim Power Rangers, ngắt chuỗi 10 năm liên tiếp sử dụng những bộ áo giáp hầm hố kể từ lần đầu tiên là Power Rangers in Space. Sau cùng là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Pice War là sáng tạo riêng của nhà sản xuất Sally Campbell dựa trên các kỹ thuật của những môn võ như Kung Fu, Karate, White Tiger Kung Fu. Nhân vật RJ vốn được xây dựng trở thành một hình tượng mentor độc nhất của franchise với tính cách tưng tửng, phóng khoáng hơn thay vì nghiêm túc kiểu mẫu như hình tượng của Zordon. Căn phòng riêng của RJ với dàn TV, ghế dựa, dàn cây leo trên tường, cửa sổ lớn nhằm tạo ấn tượng cho khán giả về tính cách có phần khá lập dị của RJ. Thực tế, phần không gian ghi hình của Jungle Kama Pizza nằm trên một mặt phẳng, nhưng đoàn làm phim đã thể hiện nó thành không gian 2 tầng. Diễn viên Anna Hutchinson, thủ vai Lily có nhiều kinh nghiệm võ thuật như kickboxing, boxing. Các diễn viên được bố trí một nhà kho khá rộng rãi để họ luyện tập võ thuật và khả năng chiến đấu trước khi quay phim.
Nam diễn viên David DeLotto, trước khi được nhận vai RJ, đã từng tham gia casting cho nhân vật Tyson, Mercury Ranger trong Power Rangers Operation Overdrive. David sau này cũng từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Virgil trong game Devil May Cry của Ninja Theory. Các diễn viên trong Power Rangers Jungle Fury đều có kỹ năng chiến đấu và võ thuật nhất định trước khi tham gia diễn xuất cho phim. Vai Jarod là vai diễn đầu tiên của nam diễn viên Biff Skinner. Nữ diễn viên Holly Shanahan từng thủ vai Lily Pemvai trong Power Rangers Mystic Force trước khi thủ vai Camille trong Jungle Fury. Tuy trên phim Lily và Theo là một đôi, nhưng ngoài đời thì nữ diễn viên Anna Hutchinson từng có thời gian hẹn hò với Jason Smith thủ vai Casey. Ý tưởng Spirit Rangers được Marchand đề xuất trong cuộc họp về việc sản xuất đồ chơi thay vì bán những món đồ chơi xe máy ăn theo phim. Power Rangers Jungle Fury là series cuối cùng phát sóng trên Jetix và Toon Disney sau khi đổi sang Disney XD. Đây là series hiếm hoi mà đội hình chính sử dụng thiết bị biến hình khác so với phiên bản gốc bên Nhật. Vậy trên đây là những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về Power Rangers Jungle Fury, một bộ phim chưa hoàn toàn trọn vẹn về mặt nội dung, nhân vật nhưng vẫn có chất lượng tương đối ổn, đáng để trải nghiệm dành cho các fan Toku nói chung và fan Power Rangers nói riêng. Phim có nhiều sáng tạo riêng cả về mặt trang bị, nhân vật lẫn cốt truyện, nên những ai đã từng xem qua Chuken Sentai Gekiranger vẫn có thể yên tâm thưởng thức bộ phim mà không cảm thấy bị lấn cấn, lặp lại. Hãy để lại bình luận của các bạn về bộ phim cũng như video của nhóm cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm chúng mình, các bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia các gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho những hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như ủng hộ công sức làm việc của nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Teppei Kazuma của Rotaka Media. Xin chào. お前が最後だジョーカー俺とお前は戦うことでしか分かり合えない